Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Cuối cùng, Oshin cũng đã tới Tokyo cùng với bé Chu Ư. Nhưng cô không có nơi nào để trú ngụ. Cô tới nhà bà chủ Harada với hy vọng vẫn có thể tiếp tục nghề làm tóc. Nhưng giờ cô đã nhận ra mình không thể làm được như lúc trước, nên cô không muốn ở lại làm phiền họ. Oshin à, gặp được cô ở đây tôi rất vui. Tôi còn tính xuống Saga để thăm cô. Anh tính đi cả đoạn đường xa để tới gặp tôi hay sao? Sao không vô trong này ngồi hả? Dạ, tôi được rồi, chứ còn phải chuẩn bị bữa tối đừng nữa. Đừng nói chuyện đó mà, cứ nói chuyện tự nhiên với Ken đi. Như vậy là được rồi. Miễn sao tôi có thể nói chuyện với Oshin là được. Oshin à, thỉnh thoảng Ken có ghé qua đây. Những lúc như vậy, chúng ta thường nói chuyện về cô đó. Nên khi cô lên Tokyo là ta báo tin cho Ken biết liền. À, ta có một ít thịt để hầm và cà chua rồi nè. Dạ. Cậu ở lại đây dùng cơm tối luôn nha, đừng có về. Anh Ken à, tôi thấy rất vui vì đã lâu như vậy mà anh vẫn chưa quên tôi đó. Cho dù có cố, tôi cũng không thể nào quên cô được. Tôi hoàn toàn bị sự can đảm và dũng khí của cô hạ gục từ lâu rồi. Nhưng mà anh Ken nè, tôi thấy mình nợ anh nhiều thứ lắm. Nếu không nhờ có anh ở đây, tôi không nghĩ là mình có thể tồn tại sau cơn động đất đó đâu. Lúc đó tôi buồn lắm. Nếu như không phải vì động đất thì cô đã không rời Tokyo. Tất cả đều do số phận mà thôi. Tôi biết bây giờ than vãn cũng không có ích gì, nhưng mà mỗi khi nghĩ tới cô và tương lai của cô thì thôi. Bà Harada nói với tôi là bà ấy sẽ lo liệu mọi chuyện cho cô, cho nên không tới lượt tôi lo lắng tương lai cho cô rồi. Anh Ken à, kể từ giờ tôi không thể làm tóc được nữa. Tôi có biết chuyện đó, bà ấy đã nói với tôi rồi. Thật là đáng tiếc cho một tài năng như cô. Nhưng nếu gặp được bác sĩ giỏi thì chắc sẽ có cơ hội chữa lành. Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện nha. Tôi đã quyết định từ bỏ rồi. Bởi vì tôi nghĩ dù có cơ hội cũng không thể một sớm một chiều mà hết được. Tôi không muốn mình sẽ trở thành một gánh nặng và phải sống dựa dẫm như bà Harada đâu. Tôi phải tìm cách khác để kiếm sống cho nuôi con thôi anh à. Oshin à, bây giờ có Du Ư ở bên cạnh, cho nên tôi không thể nào đi giúp việc nhà cho người ta được. Tôi đã không suy tính trước, mà chỉ lo tìm cách rời khỏi Saga. Cho tới khi lên Tokyo rồi thì tôi không biết mình phải làm gì. Tiền bạc thì tôi không có, cũng không được học hành đàng hoàng, cho nên tôi không thể làm được việc gì hết. Vậy mà tôi dám một thân một mình đưa con lên Tokyo để kiếm sống. Tôi đúng là một người mẹ vô trách nhiệm mà. Nói vậy không giống Oshin chút nào. Cô đã từng lăn lộn đi bán quần áo ở chợ đêm mà. Chắc là mẹ chồng của cô đã khiến cô mất hết nhuệ khí rồi phải không? Hồi đó khác chứ. Anh nghĩ thử coi bây giờ tôi biết lấy gì để mà bán đây. Ồ, có phải ý cô định nói là nếu như có thứ gì đó để bán thì cô sẽ đi bán lại có phải không? Đương nhiên là vậy. Nếu như vậy thì để coi cô có dám cá cược với tôi không hả? Anh Ken à, tôi nói nghiêm túc đó. Đây coi như là một lời xác nhận để coi cô sẽ quyết tâm cao tới cỡ nào. Chúng ta cứ thỏa thuận như vậy đi. Nếu cô xoay sở được việc bán hàng thì cô sẽ thắng. Tôi sẽ đưa cô 100 yên. Nhưng nếu như cô thua, không bán được mặt hàng gì hết, thì để coi tôi sẽ bán cô vào nhà chứa. Quyết định vậy ha? Anh đang nói thiệt đó hả? Trời đang trở lạnh, không dễ gì mà làm việc ngoài trời được đâu. Cô dám cá không? Được, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội lần này. Nhất định là anh sẽ không có cơ hội đi bán tôi vào nhà chứa đâu. Nói như vậy mới đúng là Oshin chứ. Không ngừng cố gắng. Cô có thể làm được mà. Cô nói như vậy mà được sao hả Oshin? Cô là phụ nữ mà, làm sao làm được chứ. Bà còn nhớ lúc cháu bán giải ở chợ đêm hay không? Họ đã đối xử với cháu rất tốt và nhiệt tình. Tất cả bọn họ đều chăm chỉ làm việc để kiếm sống hết mà bà. Nhưng mà ta thấy không có lý do gì cô tham gia cùng với họ hết. Hơn nữa cô còn có cả Du Ư mà, đâu phải là cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Ở lại đây phụ tao một tay có phải tốt hơn không? Lúc nào bà cũng quan tâm tới cháu, cháu thật sự vô cùng cảm kích điều đó. Nhưng mà
Nếu ở đây thì Du Ư sẽ làm phiền tới công việc ở cửa tiệm đó bà. Chuyện đó có gì đâu mà phải lo chứ. Dạ, nhưng cháu cũng đâu thể nào làm như vậy được. Bây giờ bà đã có Sachiko lo việc bếp núc, cháu có ở đây cũng không biết phải làm việc gì. Oshin, ta đã phải sống cô đơn suốt cả cuộc đời. Ta không có con cái, nên có nhiều khi ta cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng. Cô không có ý định quay trở về Saga đó chứ? Hãy ở lại đây đi. Cháu cảm ơn bà Harada nhiều lắm. Bây giờ tuy cháu đã rời khỏi nhà Tanukura rồi, nhưng anh Ryuzo vẫn là ba của Du Ư. Chắc chắn là một ngày nào đó cả gia đình cháu sẽ được đoàn tụ với nhau thôi. Tụi cháu đã hứa như vậy rồi mà. Đó cũng là lý do cháu muốn được tự mình nuôi sống Du Ư và bản thân. Ôi xin, Ryuzo cậu ấy đã để cô lên Tokyo một mình mà không đi cùng. Ta nghĩ là nếu như cô ấy thực sự yêu cô thì dù có chết đói cô ấy cũng không rời xa cô nửa bước. Trong hôn nhân yêu thương nhau là vậy đó. Đằng này Ryuzo chỉ biết nghe theo lời mẹ. Ta thấy cô ấy không xứng đáng với cô đâu. Không phải như vậy đâu bà. Cháu biết chắc chắn là anh có lý do mà. Nhưng mà Oshin nè, nếu cô thật sự cảm thấy không thoải mái khi sống cùng với ta, cô có thể kiếm việc ở những nơi khác. Ta thật lòng khuyên cô đừng nghĩ tới chuyện đi bán hàng ở chợ cùng với mấy kẻ kiếm tiền phi pháp như vậy. Nói thiệt ta không để cô làm việc liều lĩnh đó được đâu. Bà Rada, thật sự là tay phải của cháu không thể làm được gì nữa rồi. Nếu ở đây mỗi ngày cháu đều phải nhìn thấy bà và mọi người làm tóc, cháu không thể nào chịu được. Phải chia tay cháu có thể làm việc bình thường, như vậy thì tốt quá. Được rồi ôi xin, dù ta có cố thuyết phục thì cũng không có ích gì hết, cho nên ta không ngăn cản nữa. Làm tóc không phải là công việc duy nhất kiếm ra tiền. Bây giờ điều quan trọng là cô kiếm được một công việc có thể giúp cô sống độc lập và nuôi con được. Cô cứ làm những gì mà cô cho là tốt nhất, quyết định vậy đi. Cảm ơn bà. Ở những nơi như vậy, ngoài Ken ra còn có rất nhiều người tốt. Có lẽ ta lo lắng hơi quá rồi ha. Mà phải công nhận Ken của chúng ta mất trí thiệt rồi. Ai đời lại đi cá cược với nhau, chuyện ra chợ bán như vậy chứ. Thật ra anh Ken cũng vì lo lắng cho cháu thôi mà. Anh không dám gợi ý để cho cháu bán hàng ở ngoài chợ, bởi vì anh không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cháu đấy chứ. Cháu thấy anh Ken đúng là một người rất tốt mà. Không giống cậu ta chút nào hết. Sao bà nói vậy? Như đã hẹn trước, vài ngày sau đó Ken đã tới nhà bà Harada đưa Oshin đi. Hôm nay gió lạnh quá, cô vẫn vô ư đi làm gì chứ? Thằng bé sẽ bị cảm đó. Để tôi chăm sóc thằng bé cho. Thôi mà Sachiko, cô có nhiều việc phải làm lắm rồi. Vậy là kể từ bây giờ trở đi, cháu phải ra chợ bán hàng cùng với Du Ư mỗi ngày. Lý do mà cháu chọn công việc này là vì được ở bên cạnh Du Ư đó bà. Cô nhớ phải cẩn thận đó nha. Dạ. Du Ư là con của Oshin mà, chắc chắn nó sẽ cứng rắn và mạnh mẽ như mẹ nó, đúng không nhóc? Nói ta biết cậu đang bán cái gì vậy. Cảm ơn bà. Chỉ cần bảo đảm không phạm pháp là được rồi. Tôi sẽ không để cho cổ làm vậy đâu. Bà chủ ơi, có khách đang đợi đó. Đừng cố quá sức nha, khi nào muốn bỏ thì cứ bỏ đi. Nếu như cậu dám bán Oshin, ta sẽ khiến cậu phải hối hận suốt cả cuộc đời này đó. Xong rồi anh.
Xin chào đại ca. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chua cư à, sao bu nữa? Trời ơi, cô Oshin, rất vui được gặp lại cô. Tôi đó vậy. Cô vẫn khỏe chứ? Oshin à, cô có biết bánh xèo là gì không? Dạ. Những khi trời lạnh thì bán bánh xèo là đắt hàng lắm đó nha. Trước giờ cô có từng làm bánh xèo chưa? Dạ, tôi có nghe qua, nhưng mà tôi chưa bao giờ làm thử hết. Làm món này cũng dễ thôi mà. Tránh ra coi. Ê, dạ. Mà anh làm được không? Trước tiên phải đổ ít dầu lên khắp chảo, rồi bật lửa cho nóng thiệt nóng. Dạ. Và sau đó đổ bột nhão vào chảo tráng cho đều. Thứ bột nhão này được làm từ đại ca, lớn quá, làm như vậy không có lời đâu. Im đi. Tôi chỉ có cách làm bánh xèo thôi. Dạ. Rồi sau đó cho bắp cải vào chảo. Nè, cầm giùm tay áo coi. Dạ, dạ. Được không đó đại ca? Tiếp theo là rắc tôm khô lên. Em thấy anh không cần rắc như vậy đâu. Tụi em có cách làm khác để đổ bánh xèo cho đẹp hơn mà. Nhìn cái này thấy gớm quá à, đại ca ơi. Im miệng đi, tại sao lại nhảy qua vậy? Nhưng mà nhìn nó không có ngon thiệt. Đây mà chỉ là hướng dẫn cách làm thôi. Tới khi cậu biết làm rồi xấu đẹp thế nào cũng được. Em chỉ muốn góp ý thôi mà. Tới khi bánh đã chín một mặt rồi thì chúng ta lật nó lên. Chưa có được đâu đại ca. Trời ơi đại ca ơi, để em nhào vô làm luôn cho. Tôi không cần đâu, đi chỗ khác đi. Đây để em làm cho. Để cho em cỡ hai đứa im miệng hết đi được không? Hai cậu có phải chủ ở đây đâu mà nói. Im nghe cho tôi. Dạ. Sau đó sẽ làm như vậy. Cô hãy nhớ kỹ cách làm đó nha. Anh lập bánh quá số. Ấn xuống vậy chứ không có được đâu mà. Đừng có ấn xuống như vậy, bánh nát hết trơn bây giờ. Vậy sao mà ăn? Đại ca ạ. Cùng quá. Làm như vậy nhìn nó mới hấp dẫn chứ. Hấp dẫn gì? Dành vậy ai dám ăn? Thôi tôi đi uống nước đây. Ôi Sina, cách làm là như vậy đó. Dạ. Còn ngon hay không là tùy thuộc cô thôi. Giá cả đã được ấn định rồi. Nếu cô muốn kiếm lời nhiều hơn thì điều đó sẽ phụ thuộc vào cách xử lý mọi việc của cô. Đa dạng quá nguyên liệu để thu hút nhiều khách hàng khiến họ phải nhớ tới hương vị của bánh. Dạ. Được rồi. Nè, vui à. Con ăn thử một miếng nha. Ấm rồi đó. Được rồi, được rồi. Xin chào. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Oshin. Cô sẽ bán bánh xèo từ tối nay. Nhớ giúp đỡ cổ nha. Chắc mọi người vẫn còn nhớ cổ chứ. Là cô đó hả? Cũng đã 3-4 năm gì rồi ha. Bây giờ mọi thứ thay đổi khá nhiều kể từ sau trận động đất, nhưng mà tôi vẫn nhớ cô rõ lắm. Từ tối hôm nay tôi sẽ tới đây để làm việc lại cùng với mọi người. Rất mong mọi người giúp đỡ. Ôi, cô không sao. Đây là con trai của Oshin, nhớ chăm sóc cho hai người họ đó. Cái nè, anh làm như nó là con của anh vậy. Nhìn ảnh kìa giống như ba thằng nhóc. Tại vì thằng bé dễ thương mà. Nè, chào mấy chú đi con, làm quen với mấy chú nha. Dạ. Qua đây này nhóc à, qua đây với chú nè. Chú dẫn con đi chơi nha. Mọi người ở đây ai cũng yêu quý con nít hết á. Cũng đã lâu lắm rồi Oshin không có được cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ như hôm nay. Xung quanh cô là những người tốt bụng, và Oshin rất vui vì cuối cùng cũng có thể làm việc như ý thích mà không tạo gánh nặng cho ai. Ủa, nhiều cáo quá hả? Đó, nhìn kìa, cái mày màu kìa.